Hello, xin kính chào quý vị và các bạn nha. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem mình giới thiệu về cái cánh lá đu đủ nha. Rất là công dụng và hữu ích. Để mình hay là cánh lá đu đủ. Được đây, đây là đu đủ là nó có hóa như thế này. Và đây là cái lá của nó. Lá của đu đủ đây. Đấy, cái tá bẻ của lá này. Đây là cái lá đu đủ nó có hóa như này. Nên rất là công dụng và hữu ích. Nếu như ai đã bị từng bị ung thư phổi, ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư vú, ung thư tử cung, nói chung là về tất cả các loại bệnh ung thư, ché lại đâu đây còn nước đó. Chưa là được. Rồi trời đang mưa to nhưng mình hạn ra cái lá này vào trong nhà mình có thể chia sẻ và hướng dẫn cho quý vị và khán giả cùng được biết nha. Rồi cái là cái cây lạ đu đủ ăn quả để cho không mời không biết thế nào là cây đu đủ ăn quả và cây đu đủ đất đây. Đây là cái quả đu đủ ăn quả này, đu ăn quả thì nó có hóa và tại như này, hóa nọ như thế này đây, đây là hóa như chớt nó nở như này đây, đây là hóa đu đủ quả, đu quả nó to như này đấy, do hóa nó to như này, còn đu đủ đất thì nọ như thế này đây. Và mời mọi người coi nha, để ta làm phần mướp quá đấy. Cái công dụng của cái lá đu đủ đất đấy nha các bạn. Bây giờ mình giới thiệu về hướng dẫn cách sử dụng này. Chẳng hạn như ta cũng để làm sạch cơ thể, làm sạch là gan, làm sạch các bộ phận trong cơ thể thì ta có thể lấy lá đu đủ này, lấy tầm khoảng 3 lá nhá. Cùng với một củ sả. Một củ sả là ta bỏ nguyên củ và gốc và rễ rửa thật sạch, đập dập chặt nhỏ ra. Đun sôi nước lên ta bẻ thế này. Đấy. Bẻ này là nước đang sôi ta bỏ vào đun sôi khoảng 10 phút. Thì ta có thể nát cũng bỏ vào bình thủy. Bình thủy thì miền Nam gọi là bình thủy, còn miền Bắc, miền Trung thì gọi là cái phích, phích nước uống trong ngày. Còn như nếu mà ai mà bị bệnh rồi á, bệnh ung thư rồi là thì ta có thể lấy bá lạ này. Cũng với một cung một củ sả, nhưng mà bá lạ này ta sắc cong cong với lại 3 lít nước. Nhá. 3 lít nước. Còn với một củ sả cũng như bình thường cũng giải độc đó thì ta đun cho đựng khí khô lại, nó còn tầm khoảng một chén ăn cơm ấy, miền Nam gọi một chén ăn cơm, còn miền Bắc thì là một bát, miền Bắc còn miền Trung thì một bát. Bát cơm ta uống vào buổi sáng, vào buổi sáng uống trước khi ăn, mỗi ngày uống một lần. Nếu tùy đóng bom một sáng thì cả cái tế bào ung thư nó sẽ không hoạt động được nữa, nó sẽ giảm dần, kéo dần, kéo dần, nó hà dần, tạo mài thế nào nó teo, cái khảm bệnh viện nó teo lại thì là cái đó là thối đó. Tại vì có người anh em nhà mình là bị ung thư á, là bị bệnh viện trả về nhá, mà chuẩn bị lo hậu sự, nhưng mà lại có người chỉ đó là uống cái lá đu đủ đực này, gọi là cái gốc sả. Thì bình thường thì người bệnh thì ai chỉ nấu làm đấy, cho nên theo cái quản tình người như vậy, cho nên về lại cái lạ này sạc đụng như mình vừa rồi chia sẻ là 3 lịch còn lại một chén cũng trong vòng một tháng là nó kéo dần lại, nó đi sạm lại thì nó thực sự bảo là uống cái gì mà nó teo ngay rồi cứ dần dần thế là mình biết được cái này thôi. Bây giờ mình là chia sẻ lên cho mọi người cùng biết, và tất cả ai mà đã xem qua video này thì chính là chia sẻ để cho mọi người cùng biết được cái tác dụng của cái lá đu đủ đực nhé, và đồng thời là sẽ cho mình được có thêm một like và cho mình một cái chia sẻ, và mình xin một like để mình có cái động lực để làm video tiếp theo. Nên kính chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào nhá. Nha, nhưng mà nhắc là mọi người là phải là lạ đu đủ đực nhá, đủ đực là nó như thế này đấy, gọi là lạ đu đủ đực làm mới được và rất là hiệu quả. Đu đủ ăn quả thì là bình thường, nhưng mà tác dụng của cái lạ đu đủ đực đó là chất lượng đấy nha.